cô cho lại con lại đi coi ba lần tưng 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 xong rồi tưng 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 dạ tưng 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 sai sắp luôn anh quá lão táo rồi anh phải thêm thời gian đi anh chạy một vòng chắc luôn anh nha rồi chạy chưa chạy anh sai rồi đó đến cái hai là sai đó như thế nào cô như thế đúng như thế nào cô sai một chỗ này sai một chỗ này sai một chỗ này ở đây nè chạy đi chạy đi chạy đi anh chạy đi anh tum cái đại đấy có gì cho một vòng thôi trời ơi cuốn hai lần luôn hả trời ơi để ráng nha để thể thử nha sai từ đầu rồi để cho làm hết đi anh không biết văn miếng gì luôn tăng anh lại em quên rồi nè gì vậy gì vậy vụ gì hôm nay vậy coi tại anh giai lại giữa trường nhật xuất bản khoan anh sao cứ chạy đi chốt nè đúng không cô sai rồi vẫn sai Ngược vòng rồi đây qua bên đây nè có quà phật bên đây nè ăn no vào nhé nè Chấp nhận. Yeah. Chiến thắng ở thử thách này nên Trường Giang sẽ được chọn hai thành viên về đội của mình. Chúc mừng các bạn đã tìm thấy đồng đội của mình. Tuy nhiên, mỗi đội sẽ phải chiêu mộ thêm một binh sĩ. Sau đây, mời các bạn di chuyển tới địa điểm tiếp theo để thực hiện thử thách và tìm ra nơi trú ẩn của binh sĩ còn lại. Cô thông cảm, tụi con hay ra vẻ vậy đó chứ mà rất là vui. Hiện nay chúng con chơi hào hô. Hào hô. Cái gì? Hào hô. Con bốn chữ đi. 1, 2, 3. Kiên cường bất khuất. Nếu như bên nam là kiên cường bất khuất thì bên tôi, bên nữ chúng tôi là trung hậu đảm đang. Tôi ra. Nói chung là hô bốn chữ chương trình mới là hay nhất. Đây là chương trình Hành trình rực rỡ tự hào Việt Nam. Dậy, nghiêm, chúng con mời thầy. Dạ thưa thầy, không biết là mình sẽ học gì đây thầy? Giờ chúng ta sẽ học bảy đoạn thơ. Bảy đoạn thế. Dạ. Một đoạn là không biết không nhớ không mà bây giờ học tới bảy đoạn. À, tư thế mình đứng như thế này, tay trên mình đỡ, tay xuống là. Dạ. Có là một tay 12 giờ, một tay 6 giờ thầy. Chính xác. Ba này mình vừa nhớ thế, vừa nhớ tên. Để lát mình không được nhìn thấy nhau đâu. Đúng rồi. 2, 3. Tí ngọ hầu hậu. Ồ, sao anh làm đẹp quá vậy anh Duy?
mặt gắt lên em. Sao tay em giống như bị dị tật vậy anh? Hẳn cái tay này lên. À hẳn. Giống như chiều kim đồng hồ, cái này đồng hồ chỉ 12 giờ, kia chỉ 6 giờ nè. Hạ địa tầm châu. Ý, châu. Châu là trái châu hả thầy? Châu là chúng ta sẽ đánh vào bộ hạ của họ. Xuyên thẳng vào của nó luôn. Cái đấy là tấn công đàn ông thôi đúng không thầy? Dạ đúng rồi. Thì cũng đâu nhớ tay đai chúng ta phải thủ. Khi mà đối phương có đánh tay thì đá vào chúng ta phải thủ tay đai. Bấm vào. Đúng rồi. Cái phần gì vậy? Hồi phát gì hổ? Rồi. À, con Nguyên á. Mấy bà cái mà đã đi miếu rồi. Cái tư là gì thầy? Ngũ trảo. Ngũ trảo có nghĩa là mình nếu mà mình quấn vào của đối phương hai gián. Đúng hai là dài. Dài. Rồi tư thứ này. À, ngũ trảo. À, giống như ở đi đánh ghen là cào mặt, cào mặt. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là thần đồng thủ thớ. Nhớ chưa? Mình nhớ rồi thầy. Thớ tiếp theo là đào thớ hát hồng. Diện tiền đa cước. Ê! Ui! Làm ơi! Làm! Làm ơi! Làm! Trời ơi! Ban trời vậy mà anh không nghe trời. Thầy tập thế giỏi vậy mà nó bị điếc luôn thầy. Dừng lại đi! Sao vậy? Chịu không nổi bên đây đâu! Đừng cố gắng nữa! Nó giỏi gì mà la như vậy không thầy? Sao la hoài vậy? Dừng lại đi! Đã hết một nén nhang rồi! Hết một nén nhang rồi! Một nén nhang nhưng phải một bó nhang! Có đồ ăn, có đồ ăn. Cái này gọi là ăn giữa giờ đúng không? Ăn giọng đúng không ta? Đúng rồi, mình tập võ xong rồi ăn một cái cho nó có sức khỏe, hồi nữa mình còn đi thi nữa anh. Thời tiết quá tuyệt vời. Cái phở này mình đang ăn á là phở ăn liền đầu tiên của Việt Nam mình luôn. Ủa vậy hả? Mà dĩ nhiên cũng là đầu tiên của nước ngoài, cả thế giới nữa. Rồi, mời anh. Mời nha. Thơm như ta. Tôi sống lại rồi, tôi sống lại rồi. Ngon quá vậy. Đi, vô. Chiến đấu với đội Lý Dương Bảo Lâm. Không sợ, không sợ, đi. Không sợ. Ghen giang đâu. Let's go. Ghen giang ơi. Xin mời đội sẽ thực hiện thử thách đầu tiên. Đội bên kia. Thì đội bên kia lớn và có kinh nghiệm nhiều hơn, cho nên sẽ nhường đội chúng tôi. Tại sao ạ? Chúng tôi toàn là những phụ nữ. Chúng tôi toàn là những phụ nữ. Đi. Và hai phụ nữ. Hai phụ nữ và một đàn ông thì cũng còn phụ nữ. Quán tôi xì chảo. Mời. Anh ra cái gì? Ra cái vỏ. Em ra tô cháo. Let's go. Thôi. Chắc. Chúng tôi quyết định đội bên kia sẽ thi trước ạ. Cố lên nha mấy anh ơi. Thế võ đầu tiên, Ngọc Tràn Ngân Đài. Hơi. Hơi. Năm, bốn, ba, hai, một. Cố lên. Thấy chưa? À. Thế võ thứ hai, Ngũ Chảo. Ngũ Chảo? À. Có lộn. Ừ. Năm, bốn, ba, hai, một. Sai, em sai thầy. Không, bị vừa chân. Xin lỗi thầy. Ngũ Chảo. À. Tại sao lại sai? Mà anh trường giang. Trời, phải có sai chứ. Liệu hồn nha. Thế võ thứ ba, Tí Ngọ Hầu Hậu. Đây, cái này đúng nè. Tí Ngọ Hầu Hậu. Năm, bốn, ba, hai, một. Các bạn đúng 2/3 thế võ. Chúc mừng các bạn.
Ủa, mình đã thắng tuyệt đối nha. Đúng, đúng. Giờ tới đội em ạ. Dạ thưa đội bạn cũng như là thưa thầy và thưa toàn thể quý khán giả, chúng tôi là những người học đâu học đâu quên đó nhớ đó, văn võ song toàn. Đúng, chúng con sẽ không bao giờ làm thầy thất vọng. Và sẵn trên sàn đấu, chúng con sẽ tặng thầy một bài hát được mang tên Mái Trường Mến Yêu. 2, 3. Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu. Bên đây có phải là ca sĩ hay không? Nhưng mà anh hát em không vào được cái đâu của anh. Thế vào đầu tiên, tấn đả song quyền. Tấn đả song quyền, wow, wow. Năm, bốn, ba, hai, một. Wow. Thế vào thứ hai, thân đồng thủ thế. Thân đồng thủ thế. Sai rồi. Thầy không có gõ. Ngân sai. Ui, đâu như nào? Ngân sai à. Trời ơi, biết không đúng nè mọi người ơi. Thầy, đúng rồi. Sai lộ quá. Rồi, tiếp thầy. Thế võ thứ ba, thiền sư tấn khách. Thiền. Năm, bốn, ba, hai, một. Thầy bạn Lâm có bị thầy bạn Lâm chưa rõ ràng tôi thấy nhìn bên bên Thúy Vân rõ ràng bạn Lâm có bị thầy rõ ràng thầy bom rồi. Vì hai đội có tỷ số bằng nhau nên tất cả chúng ta sẽ cùng nhận được một điểm rực rỡ. Yeah yes cũng được. Mời ngài bắt tay lại.